Xin chào quý vị và các bạn, mình là Viên Trần và bạn đang xem kênh YouTube với Xiaomi Mobile, Galaxy S8 và Samsung Galaxy Note 7. Như ngày hôm qua thì mình đã có một vài video so sánh về cảm biến mống mắt cũng như là những cái nâng cấp trên phần mềm quét mống mắt của chiếc Samsung Galaxy S8 này so với chiếc Samsung Galaxy Note 7. Và trong video ngày hôm nay thì mình cũng sẽ không so sánh gì quá nhiều, khi mà mình sẽ chỉ giới thiệu tới các bạn đó là cái feature mới và cái UX mới trên chiếc Samsung Galaxy S8 này so với chiếc Note 7 thì nó có gì khác hay không, cũng như là mình sẽ giới thiệu với các bạn về cái Hello Bixby trên chiếc Samsung Galaxy S8 này, liệu rằng nó đã hoạt động tốt trên cái thị trường Việt Nam của chúng ta chưa. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào video. Đầu tiên thì mình sẽ nói về cái giao diện trên chiếc Samsung Galaxy S8 này đi. Các bạn có thể thấy là trên chiếc Samsung Galaxy Note 7 này, các cái icon trên Gray UX đã được làm rất là đơn giản rồi. Nhưng mà khi tới chiếc Samsung Galaxy S8 này thì Samsung đã làm cho nó còn đơn giản hơn cả trên chiếc Samsung Galaxy Note 7. Và một điều nữa đó là với chiếc Samsung Galaxy Note 7 thì chúng ta sẽ chỉ có một cách duy nhất, đó là bấm vào cái menu App Drawer này để có thể chui vào bên trong menu ứng dụng. Nhưng với chiếc S8 thì chúng ta chỉ cần một cách rất là đơn giản, đó là kéo từ bên trên xuống và chúng ta đã có thể chui vào rồi. Chúng ta có thể kéo tiếp một lần nữa để có thể thoát ra, hoặc là có thể kéo từ dưới lên đẩy ra cũng như vậy ạ. Và bên trong này thì chúng ta sẽ có thêm một cái tùy chọn nữa về màn hình chờ. Chúng ta sẽ có hai kiểu menu ứng dụng, đó là màn hình chờ và ứng dụng riêng, tức là chúng ta sẽ có thể giấu hết tất cả ứng dụng vào bên trong một menu riêng, hoặc là có thể phơi hết tất cả các ứng dụng này. Đây là một cái điều mà mình đã chia sẻ trong các video trước, và do cái màn hình này nó khá là dài thế nên chúng ta có thể phơi được rất nhiều ứng dụng lên trên cái màn hình này. Ví dụ ở đây thì mình có cái lưới tùy chỉnh là 5x6, tức là mình có thể phơi được 30 ứng dụng ở bên trong cái menu ứng dụng như thế này. Và bây giờ mình sẽ quay sang một chút về cái Hello Bixby trên sản phẩm này. Samsung đã thiết kế cho chúng ta một cái phím cứng để có thể mở ra được cái tùy chọn Hello Bixby. Nhưng mà mình thấy là cái phím cứng này nó không được ok cho lắm, khi mà mình rất hay bị nhầm phím cứng này với cái phím giảm âm lượng. Đặc biệt là trong một cái số lần mà mình đã dùng để chụp ảnh màn hình ấy, thì mình lại dùng cái phím Bixby và cái phím nguồn như này thì nó sẽ không chụp được cho mình. Đây là một cái điều khá là khó chịu khi nếu mà người dùng nào vẫn chưa quen. Và với cái Hello Bixby này, thậm chí mình không cần dùng cái phím cứng này, mình có thể kéo sang bên này tương tự như cái Flip Bar ở trên chiếc Samsung Galaxy Note 7. Và với cái Flip Bar này, chúng ta sẽ được cung cấp một số thông tin như là thông tin về kinh doanh này, thông tin về tin tức thời sự hay là về công nghệ các thứ. Thì ở bên chiếc Samsung Galaxy S8 này chúng ta vẫn sẽ có những khả năng đó với cái Hello Bixby. Thì ở bên trên này các bạn có thể thấy là Bixby sẽ đề xuất cho chúng ta một số ứng dụng mà có thể chúng ta sẽ dùng, hoặc là những ứng dụng mà chúng ta đã sử dụng qua. Và bên dưới này sẽ là các cái thẻ như là thẻ sức khỏe hay là thẻ tin tức của Flipboard, tương tự như trên chiếc Samsung Galaxy Note 7. Và chúng ta cũng sẽ tùy chọn được một số cái thẻ này ở bên trong cái cài đặt của Hello Bixby. Thì tất nhiên là chúng ta vẫn sẽ có thể thêm được một số ứng dụng bên ngoài vào, và chắc là trong tương lai Samsung sẽ có thể liên kết tới các ứng dụng thứ ba để đưa vào nhiều hơn trong Hello Bixby. Và một điều nữa, trên cái trợ lý ảo Bixby đó là Samsung đã đưa luôn Bixby vào bên trong giao diện của máy ảnh. Đây, chúng ta sẽ thấy một cái icon nhỏ đây, bấm vào chúng ta sẽ mở ra đấy Hello Bixby. Và chúng ta sẽ dùng cái Bixby này để có thể tìm kiếm được các sản phẩm cũng như là tìm kiếm được hình ảnh ở trên mạng. Và bây giờ thì mình sẽ chụp thử cái hình ảnh này. Đây các bạn, có vẻ như là cái Hello Bixby này nó vẫn khá là ngu khi mà nó toàn tìm ra cái gì không ấy, chứ nó không tìm ra đúng cái sản phẩm như là mình đang mong muốn. Và tiếp theo bây giờ thì mình sẽ tìm thử về cái logo của XT Mobile, liệu xem cái cô nàng Bixby này có thể tìm được XT Mobile tại Việt Nam hay không. Và mình cũng đoán là nó sẽ không thể tìm được đâu, bởi vì là đây là một chiếc máy Hàn thì mình nghĩ là nó sẽ ưu tiên tìm về thị trường Hàn Quốc hơn. Và đây thì mình đã chụp được một bức ảnh ở XT Mobile 250 Võ Văn Ngân Thủ Đức. Và với cái tính năng Bixby này thì các bạn sẽ thấy là dưới này cũng có một icon mang tên Bixby Vision. Các bạn có thể bấm vào đây để bật tắt cái tính năng Bixby lên. Khi mà các bạn đã kích hoạt cái tính năng Bixby Vision lên thì các bạn sẽ bấm vào cái icon màu xanh xanh này này. Đó, rồi sau đó các bạn sẽ thu nhỏ cho mình lại vào cái vị trí của cái logo XT Mobile, và mình sẽ tìm kiếm thử xem nó tìm kiếm ra cái hình ảnh hay không, cũng như là tìm kiếm ra cái địa chỉ đang bán cái logo XT Mobile này. Không biết là có ra hay không, mình đoán là không ra rồi đấy. Đó, nó đã tìm được ra, nhưng mà nó tìm ra là toàn vòng với cả giày dép lê ở đây. Và khi mình chụp cái hình ảnh bánh mì thì lập tức mình đang ăn thì ngay lập tức nó tìm ra được một số cái sản phẩm bánh mì. Nhưng rất tiếc là vị trí mà nó tìm ra thì toàn ở bên nước ngoài chứ không hề có ở Việt Nam. Tóm gọn lại, với chiếc Samsung Galaxy S8 năm nay chúng ta đã có một cái launcher với những icon rất là đơn giản, kết hợp với đó là một cô trợ lý ảo Bixby. Nhưng tới thời điểm hiện tại thì mình vẫn thấy là cái cô trợ lý ảo này vẫn khá là vô dụng, khi mà nó chỉ tìm kiếm được một số sản phẩm ở nước ngoài, nó không tìm kiếm được một số sản phẩm mình làm ở trong video vừa rồi. Và trong tương lai, hy vọng là khi những chiếc Samsung Galaxy S8 phiên bản Việt Nam ra đời thì nó sẽ hỗ trợ tốt hơn cho thị trường của chúng ta.
Và để có thể đặt hàng những chiếc Samsung Galaxy S8 hàng công ty, các bạn có thể truy cập vào link mà mình cho ở phía bên dưới. Các bạn đừng quên là khi mà đặt hàng này, các bạn sẽ có cơ hội nhận được phần quà rất là lớn lên tới 6 triệu đồng. Vậy là video kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bấm để subscribe nhé.